Nếu bạn là một người thích sáng tạo, muốn thể hiện phong cách cá nhân, chỉ có thời gian mới mang bạn đến gần hơn với điều đó thôi. Áo khoác Killer Linh Vật Low Level 2 và áo khoác Killer Y Nguyên bản Fur 32 sẽ giúp cho bạn thể hiện được phong cách thật cá tính. Trendy năm nay đang dần trở lại với những mẫu áo Killer dùng để layer. Sự nổi bật của mấy bạn sẽ được thể hiện tuyệt đối với bạn Linh Vật Low La này đây. Kết hợp với họa tiết caro trắng và đen mang lại sức hút cho em dữ lắm luôn. Riêng với bạn Killer Y Nguyên bản thì có phần đầm thắm hơn. Với phối màu màu trắng cùng với những điểm nhấn như logo số 7 và đường line ở tay áo và cổ áo với logo original đơn giản tạo điểm nhấn thu hút tinh tế. Killer layer với áo thun và sơ mi hay sweater đều ok la hết nha. Nếu bạn không nói lên được câu chuyện của bản thân mình thì hãy để thời trang của Giang Minh hay là muốn nói nè.